Tiểu thư tỉnh rồi hả? Cảnh Thế Tử nói không sai, quả nhiên trong vòng nửa canh giờ cô tỉnh lại. Cô cảm thấy thế nào? Tiểu thư, Cảnh Thế Tử đó không phải giữ khoảng cách 3 thước với nữ nhi sao? Không ngờ cô phá được quy tắc này. Xem ra trong lòng Cảnh Thế Tử, tiểu thư vẫn rất quan trọng. Nếu chuyện này để các tiểu thư quý tộc ở kinh thành biết được, họ nhất định ngưỡng mộ chết cho coi. Người nhiều chuyện. Con ma bệnh này hút độc rắn giùm ta. Quỳnh ấy không sao chứ? Tôi không rõ. Đi xem sao. Con ma bệnh, Quỳnh có sao không? Quận chúa tỉnh rồi. Cô đúng là rắc rối. Khoan dội đa tạ ta. Sở dĩ ta cứu cô là vì ta không tìm được cô nương khác thay thế trong thời gian ngắn nhất. Quỳnh muốn làm gì hả? Chuẩn bị hành lý theo ta vào thành. Được vào thành rồi sao? Đứng lại, ngươi là ai? Công chúa vào thành, còn không tránh đường đi. Công chúa, đây đúng là yên chi xích luyện xà của công chúa. Cho qua. Đi nhanh lên. Đứng lại. Làm gì hả? Công chúa về rồi, còn không mau cho qua đi. Công chúa? Vừa mới vào một công chúa, sao lại xuất hiện một người nữa? Thì ra chúng ta có hai công chúa hả? Hai người nói gì? Có người giả mạo ta sao? Giả mạo cô? Công chúa vừa vào có rắn yên chi làm chứng. Ta thấy cô mới là giả đó. Người đâu? Bắt lại cho ta. Cắt ngươi đuôi rồi hả? Không nhận ra cả công chúa đương triều. Công chúa điện hạ, công chúa, còn không bái kiến công chúa đi. Công chúa vừa rồi là giả, các người còn đứng ở đây làm gì? Mau đuổi theo bắt lại cho ta. Dạ, đi theo ta. Thì ra yên chi xích luyện xà của ta là bị tên giả mạo lấy cấp. Qua đây. Ta nói sao chổi như ngươi, hôm nay gặp ngươi ta bị mất cả hai bảo bối. Ngươi nói bồi thường ta sao đây? Bồi thường, còn lâu ta mới bồi thường. Ta nói nè, tha bả công chúa, cô cũng ngang ngược hết sức. Cô bị mất bảo bối liên quan gì tới ta? Ta mặc kệ, ngươi phải làm phò mã để bồi thường ta. Cái gì? Hả? Cái gì mà hả? Bên này, đuổi theo. Chủ tử, hình như chúng ta bị phát hiện rồi. Chia nhau hành động, gặp nhau ở Tuyết Hồng Lâu. Dạ. Vân Tiễn Nguyệt, chạy bên nào? Bên này. Nè, Cảnh Thế Tử, sao huynh lại biết Nguyệt Kỳ công chúa nuôi rắn vậy? Huynh quen cô ta sao? Hồi niên thiếu gặp qua một lần thôi. Niên thiếu? Hồi niên thiếu của huynh tại sao lại tới Nguyệt Kỳ? Buôn bán gia tộc. Buôn bán? Nhưng mà sao thương nhân gặp được công chúa? Cô còn hỏi nữa thì ta ném cô ra ngoài. Không hỏi thì không hỏi. Hai vị khách quan, lầu 1 hết chỗ rồi, mời hai vị lên lầu.
khách quan rượu của ngài. Họ không tới hả? Cô ở đây đợi một lát, ta vào xem sao. Nhớ cẩn thận. Khách muốn chết luôn. Lại ả sớm sát nào vậy? Công tử, cô ta đã uống trà tôi chăm cho ngài, vô lễ hết sức. Thật là ngại quá, ta không nhìn thấy, quấy rầy rồi. Các người tiếp tục đi. Đứng yên, bao vây chúng lại. Tặc tử, những người khác đâu? Đừng sợ. Họ tới chưa? Làm sao đây? Cô đứng yên. Cẩn thận đó. Dừng tay. Thả cô ấy ra. Ta đi theo các ngươi. Chủ tử, vị công tử này ta biết. Ta vô tình uống ly trà của huynh, lát nữa ta đền tiền trà cho huynh vậy. Cô nương, nhìn cô rất giống nương tử chưa cưới của ta. Công tử nhìn lầm người rồi. Cho dù ta có dở hơn nữa, nhưng mà chỉ có một điểm tốt với mỹ nhân, nhìn qua là không quên. Thì ra là tên háo sắc. Ta cảnh cáo ngươi, bổn cô nương hôm nay không rảnh dài dòng với ngươi. Tránh đường. Đi theo công tử tôi, cô sẽ được hưởng vinh hoa phú quý. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Truy binh đang ở ngoài. Nếu như cô bị bắt, muốn thoát ra thì cũng khó đó. Ta có thể che chở cô nương. Cô nương tin ta lần này đi. Ngươi làm gì vậy? Làm gì vậy? Làm gì? Các ngươi làm gì vậy? Rốt cuộc tiểu thư đi đâu rồi? Chúng ta tìm tiếp đi. Đi. Đại nhân, tôi cải trang núp trong bóng tối, không thấy Vân Thiển Nguyệt đâu. Chỉ thấy cảnh thế tử họ bị người của Nguyệt Kỳ bao vây. Trước đó người của chúng ta cũng bị cảnh thế tử bắt đi mấy người. Vân Thiển Nguyệt bị rắn cắn, cảnh thế tử nôn nóng hút rắn độc ra cho cô ta, làm hàng độc của mình tái phát. Bọn họ lén đột nhập vào thành Nguyệt Kỳ, không ngờ bị phát hiện, cho nên bây giờ bị bắt rồi. Người nói cái gì? Cảnh thế tử bị giam trong Nguyệt Kỳ ngục rồi sao? Phải. Thả ta ra. Thả ra. Các ngươi muốn làm gì hả? Tiểu nữ mới tới nơi này, không biết công tử là thần thánh phương nào. Tên của ta vốn không thể tùy tiện tiết lộ, nhưng mà nếu như nương tử hỏi rồi, ta định phải trả lời. Ta tên Nam Lăng Duệ, là thế tử Nam Lương, nhớ đó. Thì ra là Nam Lương thế tử. Tiểu nữ đúng là có mắt không biết núi Thái Sơn, nhưng mà thế tử đại nhân, ta và huynh không quen biết, e là huynh nhận lầm người rồi, đúng không? Ta thấy ta không quấy rầy thế tử nghỉ ngơi nữa, cáo từ. Làm gì vậy? Nương tử à, lời không thể nói như vậy được. Lúc nãy chúng ta gặp nhau ở Tuyến Hồng lâu, như vậy cũng là quen nhau rồi. Thế tử đại nhân là người có đạo đức tốt, nhất định sẽ không làm ra chuyện cướp đoạt dân nữ ngoài phố, đúng không? Nương tử nói vậy là sai. Ở Nam Lương ta mà nói, lúc nãy ta giúp cô tránh khỏi truy binh, có ơn với cô. Nếu là nữ tử của Nam Lương ta vì trả ơn thì sẽ lấy thân báo đáp, đời đời kiếp kiếp mãi không xa nhau. Đó là Nam Lương các huynh. Ta là hoa đã có chủ,
Cô... Vậy... Đó là vì trước đó cô chưa gặp được ta. Bây giờ cô gặp ta rồi. Những người cô gặp trước đó đều là hạng kém. Quỳnh đúng là thần kinh. Mấy người các ngươi tối nay phải chăm sóc tốt nương tử của ta. Sáng sớm ngày mai khởi hành về Nam Lương. Dạ, cái gì? Đi thôi cô nương, ta không muốn tới Nam Lương quỷ quái gì đó đâu. Nhẹ thôi, nhẹ thôi, đừng làm tổn thương nương tử của ta. Oan quá đại nhân, mau thả ta ra ngoài. Đi thẳng tiếp. Căn ở phía trước. Nhanh lên. Mời vào. Đúng là kỳ lạ thật. Ta gặp qua người kêu oan, kẻ thì khóc lóc. Chỉ là chưa gặp qua ai như hắn. Người bị bắt vào đây chưa bao giờ có hậu quả tốt. Người nhìn hắn xem, dáng vẻ như một thư sinh yếu đuối. Những thủ đoạn đó e là hắn chịu không nổi. Đi. Làm sao đây? Làm sao? Nhược Mỹ Nhân bị bắt đi rồi. Bây giờ cũng không biết người đang ở đâu. Rồi còn Nam Lương Thế Tử này nữa. Đúng là ngang ngược hết sức. Không được, không được. Mình phải nghĩ cách, tuyệt đối không được ngồi chờ chết. Cao quá vậy. Người coi cô nương đó quật cường quá, nhưng mặt cũng khá xinh. Tiêu rồi. Đuổi theo. Chia nhau đuổi theo. Đa tạ. Nguyệt Nhi, ngươi là ai? Muội không quen ta sao? Ngươi... Ngươi các ngươi, cả đám người các ngươi chỉ đuổi theo một cô nương mà cũng để cô ấy chạy thoát. Đồ ngu. Thế tử, chúng tôi vốn sắp bắt được rồi, nào ngờ có cao thủ cứu cô ta. Cao thủ? Đúng vậy, không biết là người nào, thuộc hạ quả thực đánh không lại. Chịu phạt đi. Dạ. Cao thủ? Đây là đâu? Cô nằm yên. Vết thương cô vừa bình phục nên nghỉ ngơi cho khỏe. Ta nhớ ra rồi, lúc nãy đa tạ công tử đã giúp đỡ. Công tử? Nguyệt Nhi, muội giận.
Vậy huynh có biết ta thích ăn nhất món gì không? Cá nướng. Còn trái cây, nho. Việc ta thích làm nhất là gì? Ngủ. Nếu như huynh hỏi ngược lại ta, ta cũng biết những sở thích này của huynh. Biết. Có lẽ ta của trước đó thì biết, nhưng mà bây giờ quả thật ta không biết. Ta xin lỗi. Không sao. Ta nghĩ có lẽ gần đây muội quá mệt thôi. Ta sẽ cho muội thời gian nhớ lại. Nhớ lại ta là ai. Ta sẽ ở bên cạnh muội, cùng nhau tìm lại ký ức đã qua. Ta cảm thấy bây giờ cũng tốt. Không nhất thiết phải nhớ lại chuyện đã qua. Con người phải học nhìn về phía trước. Nguyệt Nhi, mất trí không phải là cái cớ để muội chặn họng ta. Muội thích người khác rồi sao? Không có, không có. Điện hạ, quân tình khẩn cấp. Muội nghỉ ngơi đi. Ta ra ngoài một lát. Điện hạ, công văn do Nguyệt Kỳ Bắc Tư gửi tới nói họ đã bắt giữ hai tên tình nghi tự xưng là sứ thần Thiên Thánh của Nguyệt Kỳ do Thánh Thượng phái tới và tứ điện hạ của Thiên Thánh. Tội danh là gì? Nói là giả mạo công chúa. Còn có một tên ăn cắp nhẫn ngọc của vương thất. Xác nhận là tứ điện hạ chưa? Vậy thì tôi không rõ. Được rồi, lùi xuống đi. Dạ. Lúc nãy các ngươi nói gì? Có người bị bắt à? Có phải Dung Cảnh không? Ta cũng nghe nói Cảnh Thế Tử là đặc sứ do phụ hoàng phái tới. Còn có phải không thì phải đi xem rồi mới biết. Đúng rồi, Nguyệt Nhi, muội tới Nguyệt Kỳ thế nào vậy? Ta tới Nguyệt Kỳ làm gì tìm một thứ? Cũng tại ta tự nhiên là mất văn điệp vào thành, cho nên đành giả làm công chúa mới hại Cảnh Thế Tử bị bắt. Tam điện hạ, chúng ta mau đi cứu y đi. Người khiến muội thay lòng đổi dạ là Dung Cảnh sao? Huynh nói gì? Đã nói ta mất trí rồi, không liên quan tới người khác. Ta chỉ là không muốn trọng thần trong triều vì ta mà chết ở Nguyệt Kỳ thôi. Xem ra làm già có tâm tư riêng rồi. Một chuyện lớn như vậy không ngờ lại giấu mình. Tam điện hạ, Cảnh Thế Tử là đặc sứ do phụ hoàng phái tới. Chuyện này là quốc sự, ta tất nhiên không khoanh tay làm ngơ rồi. Thật hả? Dĩ nhiên. Muội nên biết, muội là người mà trên đời này ta không muốn phụ nhất. Đa tạ huynh. Giữa chúng ta không cần nói đa tạ. Huống chi chữ đa tạ này còn là vì người khác. Tha bả, bổn điện hạ không có hứng thú với những ngọc của cô. Cô mau thả ta đi. Thả ngươi hả? Đâu dễ dàng như vậy. Cho dù bảo bối của ta còn phải ngươi trộm, cũng là tại ngươi nó mới mất. Tiếp tục. Được. Thôi, được rồi. Công chúa, cô phải lòng ta phải không? Nên cố ý dẫn ta về đây. Ta phải lòng ngươi thì sao? Bổn cô nương dẫn ngươi về đây thì không định thả ngươi đi. Ngươi làm mất bảo bối của ta thì ngươi phải bồi thường ta bằng chính mình cũng là đúng thôi. Ta nói cô biết,
Ta là tứ hoàng tử của thiên thánh. Bây giờ cô không chỉ đắc tội với ta mà còn đắc tội luôn với thiên thánh. Đắc tội với thiên thánh thì đã sao? Ngươi nói ngươi là hoàng tử thì là hoàng tử hả? Huống chi hoàng tử phạm pháp cũng xử cùng tội như thứ dân. Cùng tội phải không? Ta còn ngủ chung nữa kìa. Ngươi biết mắc cỡ không vậy? Đúng thật là. Ngươi đâu? Áp giải hắn xuống cho ta xử tội. Thà bả chết tiệt, cô nhất định sẽ hối hận. Đúng là ngang ngược vô lý. Đi đi, thả ta ra. Ngươi kêu Lam Y lẳng lặng tới vương cung Nguyệt Kỳ, lệnh cô ta tùy cơ ứng biến. Dạ. Tam điện hạ, sao huynh vẫn chưa tới vương cung Nguyệt Kỳ? Dạ. Nguyệt Nhi, muội đang lo cho hắn sao? Có lẽ Tam điện hạ không biết cảnh Thế Tử luôn bệnh tật, trước khi vào thành còn hút độc rắn cho ta nữa. Ta sợ hắn. Muội bị cắn ở đâu? Đưa ta coi thử. Ta không sao. Chúng ta mau nghĩ cách cứu y đi. Trước mắt đang là lúc hai quân giao chiến, hành động bồng bột quá nguy hiểm rồi. Tới lúc đó không những không cứu được y, ngược lại còn đưa muội vào miệng sói nữa. Muội muốn như vậy sao? Ta không muốn. Nhưng mà chúng ta cũng không thể khoanh tay ngó lơ bỏ mặc y. Không vội được. Đợi thám tử ta phái đi thăm dò tình hình sau đã, rồi bằng tính. Không được. Nếu cứu trễ quá y bị giết thì phải làm sao? Nếu Tam điện hạ không đi thì ta tự đi vậy. Nguyệt Nhi, được, ta đi với muội. Nhanh lên, thả ta ra. Bớt la lối, nhanh lên, thả ta ra. Bổn điện hạ không phải hạng vừa đâu. Ở yên đi, thả ta ra. Hại đời của thiên thánh chưa? Đi, thả ta ra ngoài. Thả ta ra. Người có biết ta là ai không? Ta là tướng hoàng tử của thiên thánh. Các người đắc tội không nổi đâu. Mắt có bị đuôi không vậy? Tứ điện hạ, lại gặp nhau rồi. Nhược mỹ nhân, sao huynh lại ở đây? Kể ra dài dòng. Tiểu nha đầu không phải cùng ngươi tới Nguyệt Kỳ sao? Cô ấy đâu? Ta cũng không biết cô ấy đang ở đâu. Mình lạc mất tiểu nha đầu sao? Cô ấy một cô nương lạ nước lạ cái, lỡ gặp phải nguy hiểm thì làm sao? Không được, ta phải đi tìm cô ấy. Điện hạ, vì lý do gì bị giam ở đây? Họ khăng khăng nói ta trộm mất quốc bảo của họ. Huynh nói ta có bảo vật gì mà chưa thấy qua hả? Ai mà thèm. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. An nguy của tiểu nha đầu quan trọng hơn. Huynh mau nghĩ cách ra ngoài đi. Sắp tử tứ hoa ăn hết, lại thua nữa. Đưa tiền, đưa tiền. Chơi tiếp đi, chơi tiếp, chơi tiếp. Hôm nay mời uống rượu. Đúng, phải mời khách chơi nào. Điện hạ muốn ra ngoài thật sao? Huynh có cách gì hả? Chơi tiếp, chơi tiếp. Hôm nay đúng là hên thiệt. Có ai không? Có ai không? Qua đó xem sao. Phiền chết được. Các ngươi chơi trước đi. Ồn quá đi. Yên lặng coi. Đúng là cục hứng. Truyền lời giùm ta được không? Ngươi đừng hòng nằm mơ. Chứ cần ngươi truyền lời với quý nhân trong triều giùm ta thì cái này của ngươi. Hả? Ngươi nhìn băng thiềm này, ta phải tốn rất nhiều công sức mới bắt về được đó. Công chúa đúng là lợi hại. Đây là băng thiềm làm thuốc hiếm thấy. Báo. Công chúa, quốc sư cầu kiến. Truyền. Dạ. Công chúa, nghe nói cô bắt được hai người của thiên thánh. Có chuyện này không?
Không sai, một người trộm mất yên chi của ta, còn mạo danh ta vào thành. Người kia thì trộm mất nhẫn ngọc của ta, tự xưng mình là cái gì, hoàng tử của thiên thánh. Còn lâu ta mới tin, đúng là tên móc túi ngoài chợ. Công chúa, chuyện này hệ trọng. Nếu như họ đúng là sứ thần và hoàng tử của thiên thánh, thần sợ đắc tội không nổi. Vậy làm sao đây? Xác nhận lại với họ là được. Người đâu? Đem hai tên tội phạm tới Bắc Tư Đại Đường. Chúng ta đợi lâu như vậy, huynh nói lính canh ngục đó được việc không? Nhanh lên, mở cửa. Tha cho tiểu nhân không biết hai vị cao nhân, mong hai vị đại nhân bỏ qua cho. Bây giờ mới biết hả? Mau thả bọn ta ra ngoài, ta thấy nguyệt kỳ các ngươi ai ai cũng không trồng. Quốc sư cho mời hai vị. Nếu không phải vì an nguy của tiểu nha đầu, ta ngồi nổi mốc ở đây luôn. Phải. Tại hạ là quốc sư Nguyệt Kỳ. Lời của hai vị ta đã biết rõ. Quốc chủ quốc ta sức khỏe bất ổn, nên do ta thay thế đại dương tra hỏi. Tra hỏi chuyện gì? Bọn ta đâu phạm pháp, ông dựa vào đâu bắt bọn ta? Ông đây là phá hoại giao ban của hai nước. Hai người tự xưng là đặc sứ của thiên thánh, nhưng lại không có giấy vào thành, càng không có tính vật minh chứng. Làm sao người ta tin đây? Ta đường đường là quý tộc thiên thánh, đâu cần lấy vật tầm thường chứng minh. Không có vật chứng, vậy thì đừng trách bọn ta tiếp đãi không chu đáo. Quốc bảo nước ta bị mất, người ngoại bang lai lịch bất minh chấp nhận tra hỏi cũng là chuyện thường tình. Huống chi các người mạo danh công chúa, chứng cứ rành rành, đừng chối cãi nữa. Ngươi, Tứ Điện Hạ, mong cho giải thích. Tại hạ và Tứ Điện Hạ cùng tới Nguyệt Kỳ, không ngờ giữa đường gặp đạo tặc. Chúng không cướp tiền tài, ngược lại cướp mất văn điệp vào thành. Người đồng hành lại bị rắn của công chúa cắn, cần vào thành gấp để điều trị. Dưới tình huống bất đắc dĩ, tại hạ mới ra hạ sách này. Làm vậy đúng là ảnh hưởng danh tiếng của công chúa, là tại hạ suy nghĩ không chu toàn, xin tạ tội với quốc sư. Vị công tử này đúng là người biết lễ nghi. Ngươi nói văn điệp bị cướp, một bọn đạo tặc không cướp tiền tài, lấy văn điệp với mục đích gì hả? Tại hạ cũng nghĩ hoài không hiểu. Sau mấy lần suy đoán, tại hạ nghi ngờ là người có mục đích xấu, nhằm phá hoại quan hệ giao ban của hai nước. Nếu tại hạ không gặp được quốc chủ, vì bệ hạ nước ta nhất định sẽ nổi trận lôi đình, gây ra cuộc chiến binh đao. Tại hạ nghĩ chắc quý nước cũng không muốn nhìn thấy điều này, do đó các người mới lén vào thành sao? Bệ hạ nước tôi cũng nghe qua chiến sự ở biên cương, chỉ là nghĩ tới quan hệ của hai nước luôn tốt, xảy ra chuyện này nên cố tình phái thần tới dò hỏi đầu đuôi chuyện này, tránh cho hai nước hiềm khích lẫn nhau. Quốc sư đừng tin vào những lời mê hoặc này. Công chúa, vương tử, hiện giờ hai quân giao chiến, một sứ giả không đi đường chính nhưng lại âm thầm mai phục trong đô thành, đúng là lòng dạ khó lường. Ca ca nói không sai, chính là hắn, chính là tên tiểu tặc này. Muội có lòng tốt dẫn hắn vào thành, nhưng hắn lại lấy trộm nhẫn ngọc của muội, còn muốn trốn nữa. Công chúa nói chuyện phải có căn cứ. Ta có lòng tốt bắt băng thiềm giùm cô, nhưng cô cắn ngược lại ta. Hèn gì cô thích nuôi rắn, lòng dạ rắn độc. Ca, huynh thấy muội bị ăn hiếp như vậy còn không treo hắn lên đánh 100 roi đi, xem ngươi còn cứng miệng không. Ngươi, công chúa điện hạ muốn đánh Tứ Điện Hạ cũng phải xem bọn ta đồng ý không đã. Tiểu nha đầu, cô không sao hả? Làm ta lo chết đi được. Mấy năm không gặp, ta thấy đệ càng ngày càng lớn gan rồi đó. Tam ca, sao huynh tới đây vậy? Chính người mạo danh ta hả? Đây gọi là binh bất yếm trá đó. Còn ma bệnh, huynh sao rồi? Sức khỏe thấy đỡ hơn chưa? Ta không sao, chỉ thấy lo cho cô hơn thôi. Nhưng mà sau khi gặp được cô, ta thấy khỏe nhiều rồi. Thật hả? Đương nhiên.
Tam điện hạ có thánh thiên giá đáo, không kịp nghênh đón, tha tội, tha tội. Quốc sư không cần đa lễ. Tứ đệ ta nói chuyện vô lễ, không gây rắc rối cho quốc sư chứ. Tam điện hạ nặng lời rồi. Vừa rồi ta trò chuyện với tứ điện hạ, vì chuyện quốc bảo nước ta bị mất là chuyện hệ trọng, cho nên mới không thể không mời hai vị tới đây hỏi rõ. Điều quốc sư nghi ngờ chẳng qua chỉ là thân phận của họ, có ta làm chứng cho họ, có làm quốc sư yên lòng không? Có Tam điện hạ làm chứng, tất nhiên là không giả. Khoan đã. Chủ tướng của Thiên Thánh ngang nhiên xông vào đô thành, chẳng lẽ quốc sư không lo trận chiến loạn này là hành vi cố tình của họ, muốn mượn cứ công đánh Nguyệt Kỳ ta sao? Bọn ta chỉ tới nói rõ hiểu lầm, ngược lại là tiểu vương gia nói dông dài, nhất định làm cho to chuyện mới chịu sao? Ca ca đừng dài dòng với họ làm gì, bắt họ lại tra tấn hạch hỏi đi. Công chúa điện hạ, tứ đệ ta là hoàng tử Thiên Thánh, nghĩ ra thì cũng không cần thiết lấy trộm quốc bảo của quý quốc. Nếu công chúa muốn bắt trộm, ta nhất định sẽ cố gắng tương trợ. Nhưng nếu tứ đệ bị vu oan thì là chuyện khác. Nếu như đệ đệ ngươi là hoàng tử Thiên Thánh thật, vậy ta càng phải bắt y để uy hiếp lão hoàng đế của ngươi, ra lệnh quân đội rút quân, đang đóng quân ở biên cương Nguyệt Kỳ. Công chúa điện hạ, vương tử điện hạ, không xong rồi, bệnh của vương thượng lại tái phát. Mau truyền ngự y. Ngự y hiện đang điều trị cho vương thượng, nhưng ngự y nói bệnh tình của vương thượng không được lạc quan. Ngươi nói gì? Vương tử điện hạ, tại hạ biết y thuật sơ sơ, có thể chẩn trị cho quốc chủ không? Cho phép tại hạ thử xem, có lẽ sẽ có cơ hội chuyển biến. Nguyệt Kỳ ta có nhiều danh y thánh thủ, cũng đều hết cách. Ta dựa vào đâu mà tin ngươi? Đã nói mạng người quan trọng, nguyệt cỏ đây lề mề gì nữa? Nhược mỹ nhân ở Thiên Thánh bọn ta y thuật là hạng nhất nhì, hãy để y xem thử. Thì đó, mạng người quan trọng, đừng đắn đo nữa. Phụ vương ta sao rồi? Đã cầm bệnh huyết rồi, không có gì đáng ngại. Chỉ cần từ từ điều dưỡng về sau, mọi người cần phải chú ý hơn. Đa tạ công tử. Công tử đúng là hoa đà tái thế. Công chúa quá khen. Lấy độc của xích luyện xà và băng thiềm làm dược dẫn. Băng thiềm ta có, nhưng mà xích luyện xà của ta, xích luyện xà của công chúa đang ở chỗ ta. Thật sao? Tốt quá. Sự việc cấp bách, ta từng lấy nó mạo danh công chúa vào thành, mong công chúa lượng thứ. Công tử đã cứu phụ vương, ta sẽ không chấp nhận chuyện nhỏ nhặt này. Đa tạ công chúa. Yên Chi ơi, Yên Chi, lần này ngươi phải chịu thiệt một chút rồi. Nhưng mà vì cứu cha của ta, ngươi hiểu được cho ta mà, đúng không? Công chúa điện hạ, sao bụng của con rắn này to quá vậy? Chẳng lẽ trong đó có rắn con? Không thể nào. Vậy nó đã ăn gì rồi? Nhẫn ngọc, hay lắm. Nhẫn ngọc, đây là vừa ăn cướp vừa la làng, tới cuối cùng là rắn của cô nuốt chiếc nhẫn ngọc này. Thì ra đó là chiếc nhẫn ngọc. Nguyệt Nhi thích nó sao? Vật báu hiếm có, tất nhiên là thích rồi. Làm sao ta biết Yên Chi nuốt nhẫn ngọc của ta chứ? Huống chi sao ta không phát hiện? Cô, con rắn này chắc đã hai ngày không được ăn, vật trong bụng lòi ra rõ rệt. Công chúa một nước, vừa ăn cướp vừa la làng. Ta đường đường là hoàng tử Thiên Thánh, cô không chỉ đuổi đánh ta ngoài phố, còn bắt giam ta vào đại lao, đúng là mất mặt người ăn học. Cô nói bồi thường ta thế nào đây? Ta tứ đệ, công chúa điện hạ hiển nhiên biết mình trách lầm đệ rồi. Đệ để công chúa đi phối thuốc, hiểu cho tấm lòng hiếu thảo của công chúa đi. Được rồi, nể mặt tam ca của ta, ta tha cho cô lần này đó. Công chúa, quốc vương tỉnh rồi. Phụ vương, người sao rồi? Ta bị sao vậy? Phụ vương, vì người không khỏe, là họ đã cứu người.
Phụ vương, từ từ thôi. Hai người là... họ là người của Thiên Thánh. Quốc vương bệ hạ, tại hạ là Thiên Thánh Dinh Dương Phủ Thế Tử Dung Cảnh. Vị này là Tam Điện Hạ, Tứ Điện Hạ và Thiển Nguyệt Quận Chúa của Dân Dương Phủ. Đà tạ chư vị đã cứu ta. Các vị từ xa tới đây làm gì chuyện gì vậy? Quốc vương bệ hạ, quan hệ ban giao của Nguyệt Kỳ và Thiên Thánh trước giờ luôn rất mật thiết. Hơn nữa Nguyệt Kỳ cung phụng triều tôi cũng coi là cần cù thật thà. Nhưng lần này Nguyệt Kỳ đột nhiên khởi binh khiêu chiến là có ý gì đây? Quốc chủ không phải là người tầm thường, chắc biết sự khác biệt giữa thực lực của hai nước, sao lại đi lấy trứng chọi đá? Cho nên thần được bệ hạ ủy thác tới đây điều tra nguyên nhân. Một đất nước nhỏ làm sao dám thất lễ với Thiên Thánh? Chỉ là bổn vương không lâu trước đó nhận được 3.000 lượng vàng không rõ lai lịch. Chủ mưu phía sau yêu cầu ta xuất binh khiêu khích, thời hạn là 3 tháng. Sau 3 tháng lập tức thu binh, tới lúc đó đưa đủ vàng thỏi. Người cũng biết quốc khố của Nguyệt Kỳ ta bây giờ sạch bách. 3.000 lượng vàng thỏi này không phải là con số nhỏ. Chỉ là bổn vương nghĩ cho bá tánh của hai nước không chịu khuất phục. Không biết tại sao nước Phiên thuộc đột nhiên thừa cơ xâm nhập gây ra tranh chấp. Ta nghĩ trong này còn có nội tình. Phụ vương, nhi thần gần đây nhận được tin gây ra tranh chấp là Nguyệt Kỳ mấy lần làm loạn nước Phiên thuộc. Chúng cố tình ly gián quan hệ của Thiên Thánh và Nguyệt Kỳ chúng ta. Nhi thần đã cho người đi điều tra, tới lúc đó sẽ có câu trả lời với Thiên Thánh và Phụ Hoàng. Thì ra là vậy. Nếu đã là hiểu lầm, bây giờ được làm rõ, chúng tôi cũng không tiện quấy rầy quốc chủ nghỉ ngơi. Cũng xin mấy vị giúp bọn ta nói tốt mấy câu ở trước mặt Thiên Thánh, giải tỏa hiểu lầm. Hôm khác sẽ tới quý quốc tạ lỗi. Phụ vương, người hãy nghỉ ngơi, có đi sắc thuốc cho người. Đa tạ các vị đã cứu ta. Các vị từ xa tới đây, nghỉ thêm mấy ngày mới về đi. Nghiệp Thành, Diệp Thiến, giúp ta tiếp đãi khách quý đàng hoàng, không được có chút thiếu sót. Nhi thần hiểu rồi. Chư vị mời. Đi thôi. Hôm nay thay mặt phụ vương đãi tiệc mời chư vị. Thiên Thánh đối với Nguyệt Kỳ ta, núi cao sông dài, đường đi khó khăn, chư vị có thể tới đây là một việc vinh hạnh vô cùng. Ta xin lấy rượu bày tỏ tấm lòng, mong chư vị có thể ăn uống no say, tuyệt đối đừng trách tiếp đãi không chu đáo. Vương tử đừng nói như vậy, quốc chủ bệnh vẫn chưa khỏi, bọn ta ở lại đã lâu đã quấy rầy rồi, xin thứ lỗi mới đúng. Chư vị, chúng ta cùng cạn ly này. Danh tiếng của Cảnh Thế Tử, cả người ở biên quan như ta cũng đã nghe danh từ lâu. Hôm nay gặp được quá là danh bất hư truyền. Mới tới Nguyệt Kỳ chỉ có mấy ngày đã cứu một mạng của quốc chủ, còn trở thành ân nhân của cả Nguyệt Kỳ. Chả trách phụ hoàng chọn ngài làm sứ giả trong biết bao nhiêu người. Lúc thần ở Đế Đô đã nghe danh cương nghị anh dũng của Tam Điện Hạ, sát phạt quyết đoán,
tiếng tăm lừng lẫy, danh bất hư truyền. Quốc sư, tại hạ kính ngài một ly. Quốc sư, tại hạ có vài chuyện muốn thỉnh giáo ngài, không biết có tiện không? Mời, mời. Nhiễm gia, sao huynh cũng tới Nguyệt Kỳ vậy? Còn không phải vì tìm cô hả? Nếu không thì ta cũng không đụng phải chổi chà chết tiệt kia. Cuộc gặp gỡ tốt đẹp mà, gặp phải khách tinh hả? Khách tinh của ta chỉ có cô thôi. Dẹp đi, ta thấy Nguyệt Kỳ công chúa chắc là thích huynh rồi. Nhiễm tiểu vương gia nhà chúng ta vẫn rất có sức hút đó. Chúa, đây là ý gì vậy? Tạ lỗi đó. Công chúa nặng lời rồi, chuyện này ta có chút không rõ. Huynh hiểu mà. Ta không hiểu. Huynh cứ muốn ta nói thẳng thân ra hả? Thôi được, lúc đầu ta không biết huynh là tứ hoàng tử của Thiên Thánh nên mới nhận lầm huynh là giặc. Là lỗi của ta, ta xin lỗi vẫn chưa được hả? Cho dù cô không biết ta là hoàng tử, nhưng người sáng mắt đều nhìn ra được phong thái ta ngời ngời biết bao. Vậy mà cô lại đem ta so với bọn giặc tầm thường. Ta đã xin lỗi huynh rồi mà, huynh có thể tha thứ cho ta chưa? Biến biến, không thể nào. Tại sao? Có tiền khó mua niềm vui của gia gia đây. Không có tại sao, chỉ là gia không thích. Quốc sư, thật ra ta biết ngài vốn là quan của đại lý tự Thiên Thánh. Năm xưa vụ án của nhà Mộ Dung, ngài phụ trách điều tra chứng cứ. Chỉ là sau khi nhà Mộ Dung bị diệt môn, ngài cũng không còn tung tích mai danh ẩn tính. Tới Nguyệt Kỳ làm quốc sư đúng không? Sao cậu lại biết chuyện này? Quốc sư yên tâm, ta không phải tới để vạch trần ngài. Chỉ là có một chuyện, không biết quốc sư có thể nói sự thật không? Tại sao nhà Mộ Dung lại bị diệt môn? Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chắc ngài là người rõ nhất. Chuyện này chôn trong lòng ta rất nhiều năm rồi. Tuy năm xưa nhà Mộ Dung bị người khác hãm hại, thực ra không có thánh chỉ chặt đầu nào cả. Nó là xử trảm cả nhà, thật ra là bị kẻ khác ám sát. Ta thân là quan của đại lý tự, cả đời trong sạch, nhưng lại phải đưa ra kết luận nhà Mộ Dung mưu phản. Điều này thực sự làm trái lương tâm mình, chỉ đành từ quan rời đi. Tới hôm nay nhắc lại khiến ta rất áy náy. Cảnh Thế Tử, cậu và nhà Mộ Dung có quan hệ gì? Tại sao lại tìm hiểu mấy chuyện này? Ta được bằng hữu nhờ cậy, muốn lật lại vụ án nhà Mộ Dung, tìm ra hung thủ thật sự đứng đằng sau. Cảnh Thế Tử, cậu tốt nhất đừng dính vào vụ này. Đã qua bao nhiêu năm rồi, người chết đã chết, dù đúng hay sai sớm đã đóng kết luận. Sự thật đằng sau này không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Tại sao? Quốc sư còn biết điều gì hả? Xin hãy nói thẳng. Không có, ta không biết gì hết. Xưa nay hoàng gia tranh quyền đoạt vị là chuyện tàn khốc nhất. Ta chỉ không muốn Thế Tử bị cuốn vào đó. Cũng như chuyện Nguyệt Kỳ khởi binh, đâu phải vài tranh chấp vặt mà nước Phan, nước Thuộc dám động tới. Quốc sư nói vậy là sao? Quốc sư,
Cố sư, Dạ Khinh Nhiễm, Tứ Điện Hạ, có gì hay để xem đâu? Tất nhiên là hay rồi. Ta đẹp hay bọn họ đẹp? Theo như quan sát nghiêm túc của ta, cô kém sắc hơn họ một chút. Quỳnh nói lại lần nữa xem ai đẹp. Công chúa điện hạ, mặc kệ hắn, hắn là tình mù có tiếng của thiên thánh bọn ta. Ta thấy hắn mù không nhẹ đâu. Đúng vậy. Phải rồi, quận chúa, ta vẫn chưa biết cô tên là gì. Ta tên Vân Thiển Nguyệt, cô gọi ta là Nguyệt tỷ tỷ là được. Nguyệt tỷ tỷ, hoan nghênh tỷ tới Nguyệt Kỳ. Nếu hai ngày này mà có cơ hội, ta dẫn tỷ dạo quanh Nguyệt Kỳ. Được. Công chúa điện hạ, ta hỏi nhờ cô chuyện này. Chuyện gì? Chiếc nhẫn ngọc này ở đâu có vậy? Chiếc nhẫn này hả? Là vương thất Nguyệt Kỳ bọn ta truyền lại đó. Vậy có bán không? Bao nhiêu tiền cũng được, hoặc là cho mượn xài một chút cũng được. Cái này ngàn vàng khó mua, sao mà cho người khác mượn được? Vương tử điện hạ, không hay rồi, quốc sư bị hành thích chết rồi. Cái gì? Các vị lần này tới đây lại gặp chuyện nguy hiểm tới vậy, ta thật sự áy náy. Vương thượng đừng nghĩ nhiều quá, quốc sư gặp nạn, Nguyệt Kỳ mất đi quan hiền, chúng tôi cũng đau xót vạn lần. Kẻ xấu này cũng to gan thật, dám động thủ ở yến tiệc cung đình. Lúc quốc sư gặp nạn chỉ ở riêng với cảnh thế tử ngoài điện, hình như có gì đó chưa nói hết. Quốc sư đang giải thích với thần chuyện mưu phản này, kẻ có mưu đồ lợi dụng lúc vương thượng đang bệnh, nội bộ Nguyệt Kỳ bất ổn mà gây sóng gió, chứ không phải Nguyệt Kỳ có ý tạo phản với thiên thánh. Nếu là như vậy, tại sao không nói trước mặt ta và Khinh Nhiễm? Vậy không phải càng có thành ý hơn sao? Thần là sứ giả đích thân bệ hạ phái tới, e là quốc sư cảm thấy nói với ta là tới thẳng tai vua. Chỉ là vì chuyện vặt này thôi sao? Phải. Quốc sư cả đời dốc lòng dốc sức vì Nguyệt Kỳ ta, lần này gặp nạn thật sự là bất hạnh của Nguyệt Kỳ. Đoàn người chúng tôi ở lại đây thêm vài ngày cũng xem như đưa tiễn quốc sư đoạn đường cuối. Hiện giờ vương thượng vẫn chưa khỏi bệnh, chúng tôi không tiện làm phiền thêm nữa. Xin cáo biệt vương thượng tại đây. Cướp vậy mà đi hả? Không ở thêm vài ngày sao? Sau khi tướng hoàng tử tới gây ra khá nhiều phiền phức, cũng như cảnh thế tử nói, vương thượng cần được nghỉ ngơi. Hiện giờ mọi chuyện đã xong, bổn điện hạ đón họp về doanh trại cũng tốt. Lần này các vị tới đây cũng vì chuyện của Nguyệt Kỳ ta, mong các vị sau khi về kinh biểu đạt rõ lòng thành khẩn của ta với thiên thánh hoàng đế. Phục Dương yên tâm, nhi thần đã chọn một vài món quà ở Nguyệt Kỳ, làm phiền tam điện hạ đưa cho thiên thánh hoàng đế. Nguyệt Kỳ chúng tôi và thiên thánh chỉ mong đời đời hòa bình. Quốc chủ và vương tử xin hãy yên tâm, cảnh thế tử nhất định sẽ truyền tin tốt về thiên thánh. Nếu đã như vậy, ta cũng không níu kéo các vị nữa. Mong cảnh thế tử nhận lấy vật này, xem như quà tạ ơn ngài đã cứu phụ dương ta. Chỉ là chuyện nhỏ, đây là bảo vật trấn quốc của Nguyệt Kỳ, tại hạ không dám nhận. Người Nguyệt Kỳ bọn ta chú trọng ân oán rạch ròi, có ơn tất báo. Cảnh thế tử, ngài đừng xem thường chiếc nhẫn ngọc này, đây là vật tổ tiên truyền lại của tộc Thác Bạc chúng tôi, trước giờ ta chưa từng rời xa nó. Đúng vậy, ý tốt của công chúa sao có thể phụ lòng chứ. Ta thay cảnh thế tử đa tạ công chúa. Xem ra ngài cũng có bản lĩnh thật. Quốc sư còn chưa kịp khai ra chúng ta thì, nếu không làm vậy, sao vương tử lại bắt tay với ta diễn vở kịch hai nước giao chiến này chứ?
Thuộc hạ của quốc sư đã bị ta cho người xử lý sạch sẽ rồi, không gây phiền phức gì cho Dương Tử đâu. Tốt, ta không nhìn lầm người. Ngày sau đợi ngài trở về Thiên Thánh lên được ngôi vua, ta sẽ ở Nguyệt Kỳ mừng lay với ngài, nuốt chửng các nước như triều vân. Tới lúc đó chia đôi thiên hạ. Nhất ngôn cửu đỉnh, nhất ngôn cửu đỉnh. Thái Liên vẫn là cô thông minh, biết đợi ở quân doanh của Tam Điện Hạ. Cũng không biết hiện giờ hai người họ sao rồi, có bị thương không? Tới bây giờ còn chưa thấy về. Về rồi, về rồi. Nghênh đón Điện Hạ, nghênh đón Điện Hạ, nghênh đón Điện Hạ, nghênh đón Điện Hạ. Tam ca, lính của huynh trật tự ngay ngắn thật. Quân doanh đóng đô ở Nguyệt Kỳ đại diện cho thể diện của Thiên Thánh, ắt phải nghiêm nghị chỉnh tề. Cảnh Thế Tử, lần này ngài chữa khỏi bệnh của quốc vương Nguyệt Kỳ cũng xem là đã cống hiến không nhỏ cho quan hệ giữa Thiên Thánh chúng ta và Nguyệt Kỳ. Tam Điện Hạ quá khen. Phải rồi, nghe nói Nguyệt Nhi trên đường đi bị rắn cắn, là ngài đã cứu muội ấy. Tiểu nha đầu, cô bị rắn cắn hả? Đâu vậy, để ta xem. Không sao, ta đã khỏi rồi. Đa tạ ngài thay ta chăm sóc muội ấy. Đây chẳng qua là trách nhiệm của thần thôi. Chỉ là tuy quận chúa lén theo ta vào đây, lỡ như có tổn thất gì, thần e là khó thoái thác trách nhiệm. Nguyệt Nhi, muội lén theo ngài ép vào đây hả? Không phải, ta tới đây một cách đường đường chính chính, ngang nhiên tới đây. Quận chúa tất nhiên là quang minh chính đại tới đây rồi. Cô quang minh chính đại lén vào đội ngũ của ta, lại quang minh chính đại đêm đến chui vào doanh trại của ta, quả nhiên là đường đường chính chính. Hình như vết thương ta vẫn hơi đau, ta về trước nha. Nguyệt Nhi, hay là ta kêu quân y khám chữa lại cho muội. Xin điện hạ yên tâm, độc rắn ở vết thương của quận chúa đã được thần hút ra hết rồi. Như vậy xem ra không còn nguy hiểm gì nữa. Cái gì? Nam nữ thủ thủ bất thân, vậy mà ngài hành y không phân nam nữ, lẽ nào sai ở chỗ ta không xem quận chúa là nữ nhân hả? Ngài, được rồi được rồi, khí trời ở Nguyệt Kỳ thật sự khá lạnh, ta về trước nha. Nguyệt Nhi, cho dù độc rắn hết rồi, mất trí cũng không phải là chuyện nhỏ, phải trị khỏi mới được. Ta thấy không nhớ lại được rất tốt mà. Nguyệt Nhi, thì đó, chỉ cần bây giờ tiểu nha đầu sống vui vẻ, mất trí cũng không phải chuyện xấu gì. Mấy món này đều là muội ấy thích ăn, chắc lát nữa muội ấy sẽ vui lắm. Tam điện hạ, tiểu thư nói mệt trong người, muốn nghỉ ngơi sớm nên không qua nữa. Dạ. Chủ tử, chủ tử uống thuốc. Từ từ. Chủ tử, hàng độc trong người ngài chưa hết, lại hút độc rắn giúp quận chúa, khác nào sát thêm muối vào vết thương. Chủ tử, ngài nói tình cảm của Vân quận chúa và Tam điện hạ rất tốt. Tôi vẫn cảm thấy Vân quận chúa nặng tình với chủ tử hơn, để ta yên tĩnh chút. Ta muốn tự mình ra ngoài đi dạo. Chủ tử, người đi chậm thôi. Lẽ nào mình lại nói sai gì nữa? Nguyệt Nhi, Tam điện hạ đi đâu vậy? Ta chỉ dạo quanh thôi. Nhiều năm không gặp, không có gì muốn nói với ta hả?
Tam điện hạ, chúng ta có thể nói chuyện khác được không? Bờ liễu hoa bay sắp hàng thực, người lạ đất khách, tin tức vắng tâm hơi. Sau khi tới biên giới, chúng ta vẫn luôn lấy lá phong gửi thư biểu đạt tương tư. Muội không còn nhớ gì sao? Mấy lời mà ngài nói, bay bổng, hoa lá, ta đều nghe không hiểu. Thật sự không còn nhớ chút gì sao? Ta không tin Nguyệt Nhi. Có phải muội có nỗi khổ gì không? Nói ta biết, ta sẽ lập tức giải quyết cho muội. Không có, thật sự không có, Nguyệt Nhi. Muội là người thế nào, trong lòng ta hiểu rất rõ. Người hành quân, nhìn quen chém giết trên chiến trường, tâm địa khó tránh dần dần trở nên cứng rắn. Cho dù là vậy, mấy năm nay ta vẫn luôn nhớ mong muội. Nếu bây giờ muội đứng trước mặt ta, nói với ta muội là một người bạc tình, ta sẽ tuyệt đối không tin. Từ nhỏ muội luôn gọi ta là Giật ca ca, luôn chạy theo phía sau ta. Lúc nhỏ muội như một tên nam nhi vậy, thứ mà muội thích đều khác với các nữ nhi khác. Là ta dạy muội cưỡi ngựa, trượt băng, bắn cung. Còn nhớ muội ghét nữ công không? Nhưng mỗi năm đến lễ hội hoa, muội đều sẽ tặng ta món quà do chính tay muội làm. Sau đó muội lớn lên rồi, có một ngày muội nhìn thấy Kiệu đón dâu trên phố. Muội nói sau này muội cũng sẽ đội khăn đỏ, trở thành tân nương của ta. Ta không bao giờ quên được ánh mắt lúc muội nói những lời đó. Ta thật sự không ngờ có một ngày muội lại quên mất ta. Tam điện hạ, thật ra nghe ngài nói mấy lời này, trong lòng ta cũng rất khó xử. Nói sao với ngài đây? Thật ra Vân Thiển Nguyệt mà ngài muốn tìm kia, cô ấy không phải là ta. Tức là chuyện mà ngài từng nói, thật ra không phải xảy ra với bản thân ta. Ta phải nói sao cho ngài hiểu đây, Nguyệt Nhi? Dù muội quên mất bao nhiêu, ta cũng sẽ cùng muội từng chút một tìm lại. Ta sẽ luôn ở bên muội tới khi nhớ ra. Ta cũng sẽ luôn là Giật ca ca của muội. Cho dù muội quên hết tất cả, ta cũng sẽ tuyệt đối không quên. Ta sẽ không từ bỏ đâu. Ta cũng tuyệt đối không cho phép muội nói từ bỏ. Thôi được, nói chung ta nhất định sẽ nghĩ cách giúp ngài tìm lại Vân Thiển Nguyệt về là được. Không phải nói trong người không khỏe, không thể uống rượu hả? Sao lại một mình ngồi đây tự uống vậy?
Gì vậy? Rượu ngon cũng đừng uống một mình chứ. Huynh uống hết rồi hả? Cảnh Thế Tử, từ khi nào mà tửu lượng tiến bộ vậy? Huynh xem, bầu trời của Nguyệt Kỳ đẹp thật. Lâu lắm rồi không được ngắm nhiều ngôi sao thế vậy. Hơn nữa còn gần chúng ta như vậy, dường như giơ tay là bắt được ngay. Thứ càng tốt đẹp thì càng hư ảo. Nếu cô giơ tay ra bắt thật, sẽ chẳng bắt được cái gì cả. Huynh biết không? Thật ra ngôi sao rất là lớn. Chúng ta ở trong mắt của ngôi sao nhỏ như hạt bụi. Nhưng mà dù chúng ta chỉ là những sinh mệnh nhỏ bé như vậy, cho dù chúng ta tới từ hai thời không khác nhau, nhưng sẽ có một ngày có thể ngồi trên cùng một mảnh đất, ngắm nhìn cùng một bầu trời. Huynh nghĩ đây có phải là một dạng lãng mạn không? Ông trời ơi, mặc dù ta không biết tất cả những chuyện này có phải một giấc mơ không, khi nào thì phải rời khỏi, nhưng vẫn cảm ơn người vì đã cho ta tới đây trải nghiệm những điều này. Tuy chỉ là giấc mơ nhưng vẫn rất tốt đẹp. Hy vọng mình có thể sớm về nhà, sớm trở về hiện thực. Dù giấc mơ có đẹp hơn nữa thì cũng có lúc phải tỉnh lại. Huynh nặng thật chứ. Huynh coi huynh đi, không uống được rượu mà cứ cố uống, làm bản thân uống say tới vậy. Lạnh, lạnh quá. Sức khỏe đã không được tốt, còn đòi uống rượu. Nghỉ ngơi sớm đi. Đừng đi. Quận chúa, công tử nhà ngươi uống say rồi, chăm sóc huynh ấy cho tốt. Tiêu rồi, tiêu rồi. Mình bị sao vậy? Lẽ nào mình yêu người này rồi hả? Trời đất ơi, mình đâu phải người của nơi này, sớm muộn cũng có ngày phải trở về. Lẽ nào mình phải yêu từ xa sao? Ôi trời ơi, cứu công giới. Tiểu thư, sao cô về muộn vậy? Đúng lúc ta có chuyện muốn hỏi muội đây. Bí mật của tiểu thư nhà muội chắc muội đều biết rõ hả? Cô ấy và Tam Điện Hạ kia thật sự là thanh mai trúc mã hả? Tam Điện Hạ đối với tiểu thư nhà tôi trước giờ đều nặng tình. Tiểu thư nhà tôi cũng yêu ngài ấy sâu đậm. Hai người họ thanh mai trúc mã, có tình cảm với nhau. Nhưng mà cô không phải tiểu thư nhà tôi, chắc chắn cô cũng nhớ ra được rồi. Ta làm sao nói với hắn ta không phải người mà hắn tìm đây? Cô biết không, hôm nay hắn thâm tình, nói chuyện tương tư với ta, ta nổi hết da gà. Cô nghĩ ta ở trong thân thể người khác, còn đi cự tuyệt tình lang của người ta, trong lòng ta cũng khó chịu lắm. Những năm Tam Điện Hạ ở biên cương, tiểu thư nhà tôi đã viết rất nhiều thư cho ngài ấy. Nhưng bây giờ tiểu thư không phải tiểu thư, Tam Điện Hạ cũng đáng thương thật. Ta cũng thấy tội nghiệp hắn.
người có tình cảm không thể ở bên nhau. Nhưng bây giờ ta đã tìm được một bảo bối rồi. Đợi ta gom đủ ba bảo bối là ta có thể về nhà. Tới lúc đó tiểu thư nhà cô chắc sẽ trở về thôi. Tiểu thư, cô đừng nghĩ nhiều như vậy nữa, nghỉ ngơi sớm đi. Không được, cho dù ta có đi, ta cũng phải nghĩ cách trị khỏi hàn độc cho huynh. Không biết ở Nguyệt Kỳ này có cách nào trị được bệnh hàn độc không? Thế tử, nghe nói Nguyệt Kỳ Vương khỏi bệnh, tại sao người chữa trị lại là Cảnh Thế Tử của Thiên Thánh vậy? Hiện giờ nhóm người của Cảnh Thế Tử và Vân Quận Chúa đã tới doanh trại của Tam Hoàng Tử Thiên Thánh, cần đón Vân Quận Chúa trở về không? Thì ra cao thủ là hắn hả? Tiểu nha đầu, cứu ta! Tiểu nha đầu, ta cảnh cáo cô nha, mau thu hồi đám côn trùng đó đi, nếu không ta châm lửa đốt hết bọn chúng. Huynh dám? Nếu huynh dám đốt, ta bắt huynh vào tù lần nữa, huynh tin không? Cô ý đây là địa bàn của mình, bắt nạt người khác chứ gì. Làm gì có ai cứ đòi kéo người ta đi bằng được. Sao hả? Ta cứ bắt huynh phải đi với ta đó. Công chúa, mấy thứ này của cô là gì vậy? Nhìn tới chứng sợ của ta lại tái phát rồi. Cái này hả? Là một loại cổ trùng của Nguyệt Kỳ. Nếu bị chúng cắn một phát là không còn thi hài luôn. Đồ công chúa lòng dạ ác độc, cô phải hại chết ta mới được hả? Ta nói nè công chúa, dù gì cô cũng là cành vàng lá ngọc, có phải cô muốn nuôi thì cũng là hổ hay báo gì đó, dắt ra đi dạo cũng oai phong hơn. Sao cô lại đi nuôi côn trùng? Đáng sợ lắm đó. Chúng là tâm can bảo bối của ta đó. Hơn nữa ta muốn huynh ấy cùng ta đi dạo chợ hoa một lúc, để huynh ấy trải nghiệm thử đất đai tình người của Nguyệt Kỳ chúng tôi. Huynh ấy cứ nói không đi, tỷ nói có tức không chứ? Chợ hoa gì chứ, chán chết đi được. Ta không thèm đi. Huynh như vậy đi, công chúa chuỗi chà, huynh ấy không đi, ta đi với cô. Nguyệt tỷ tỷ, bình thường lúc tỷ rảnh rỗi có thể tới tìm ta chơi cùng. Ta ở trong cung suốt rất bức bối, sắp chán chết luôn. Được thôi. Đây là hoa gì vậy? Hoa này hả? Là lạc đà gai. Thường nó có thể dùng làm thức ăn hoặc dùng nước ấm nấu. Sau khi phơi khô, gai hoa của nó có thể trị tiêu chảy và đau bụng. Lợi hại quá vậy. Vậy còn cái này? Cái này gọi là La Bố Ma. Ở Nguyệt Kỳ chúng tôi được gọi là Tiên Thảo. La Bố Ma, Tiên Thảo có công hiệu gì không? Nó giúp an thần, dễ ngủ, trị hen, chữa ho, bổ máu, dưỡng nhan. Không nói bách bệnh, nhưng vẫn chữa được hơn 10 loại bệnh. Vậy hả? Trước đây đã nghe nói một loại dược liệu bất kỳ ở Nguyệt Kỳ đều chữa được bệnh. Xem ra là thật rồi, hiển nhiên. Vậy công chúa điện hạ ở Nguyệt Kỳ các cô có loại dược liệu gì trị được bệnh hàn không? Bệnh hàn? Trước đây ta từng thấy trong một quyển sách y có một loại tên là băng, hoa băng diễm, rất có công hiệu trị bệnh hàn. Thật hả? Vậy đi đâu có thể tìm được loài hoa này? Nhưng loài hoa này cực kỳ hiếm gặp, hơn nữa nó đòi hỏi môi trường sinh trưởng rất cao, phải mọc trên vách núi dựng đứng cực lạnh, ít người sống được. Vách núi dựng đứng lớn vậy rồi, ta cũng chỉ nghe một lão miêu y nói. Trước đây lúc tìm thuốc từng thấy qua ấp vách núi dựng đứng của núi Y Lâm Tuyết. Thật sao? Vậy chúng ta đi xem thử. Qua nhiều năm như vậy rồi có biết còn không? Đi xem thử là biết ngay thôi. Đi thôi, cô đi với ta đi mà. Núi tuyết đó đâu vậy? Chỗ đó cách đi xa lắm. Diệp Thiến, sao hả? Sắp tới chưa? Tới rồi, chính là chỗ này, cẩn thận. Sao hả? Tìm thấy chưa? Không thấy rõ, để ta nhìn lần nữa. Nguyệt tỷ tỷ, tỷ thấy không? Đóa hoa màu đỏ kia kìa. Đó đó, ta thấy rồi. Diệp Thiến, mau đưa đi cho ta. Không, tỷ định làm gì? Chắc không phải định xuống đó hái hoa băng diễm chứ. Tất nhiên rồi, tới cũng tới rồi, chắc chắn phải hái nó về. Vậy nguy hiểm lắm, tỷ không được xuống đó. Diệp Thiến, ta cần hoa băng diễm này chủ yếu là vì để cứu mạng của một bằng hữu. Quan trọng tới mức nào chứ? Quan trọng hơn mạng của tỷ không? Tất nhiên, đều quan trọng. Mau giúp ta đi. Thôi được,
Xong chưa? Xong rồi. Ta xuống nha. Tỷ cẩn thận. Yên tâm đi. Từ từ, chậm thôi. Sao lại là ngươi nữa? Vì phù tất nhiên là tới tìm nương tử rồi. Chắc ngươi không phải tên biến thái cố tình theo dõi ta đó chứ? Ta vừa mới cứu cô một mạng nữa đó. Chắc là nương tử mấy ngày nay cũng nhớ nhung giống ta, ngày ngày nhớ tới ta. Nguyệt tỷ tỷ, tỷ không sao chứ? Không sao. Quả hồng dập. Cô quen hắn hả? Nam Lương thế tử cưới thế tử phi lúc nào sao ta không biết vậy? Thì cũng mấy ngày gần đây thôi. Sao ta nghe nói huynh từng phải lòng tiểu thiếp của cha huynh Nam Lương Vương, một mực đòi cưới người ta về. Cha huynh nhường tiểu thiếp cho huynh, kết quả huynh còn chưa kịp động phòng hoa chút mà đã bỏ con người ta rồi. Đây là chuyện từ khi nào? Sao bản thân ta còn không biết? Thế tử dạo chơi vườn hoa, thấy nhiều hoa đẹp, e là mấy chuyện xa xưa này đã quên từ đời nào rồi. Chuyện xưa thì đừng có nhắc lại nữa. Chuyện đó chắc là do ta uống say nói nhảm thôi. Công chúa, đừng có tin. Tuyệt đối đừng tin. Cưới người ta xong, bỏ con người ta, chắc chắn nhân phẩm không chẳng ra gì. Ta là người thế nào, lẽ nào công chúa không biết? Đây chắc chắn bên trong có hiểu lầm. Hôm nay ta tới là để đưa kiểu nhà đầu này đi. Chuyện về sau ta từ từ giải thích giúp cô được không? Huynh giải thích với ta làm gì? Vậy ta... Sao thế tử điện hạ đỏ mặt rồi? Ta đâu có. Nếu ngươi là thế tử một nước, trong nhà chắc hẳn có rất nhiều bảo bối. Sao lại đi dành hoa cứu người với ta? Ta thấy không cần khách sáo với ngươi nữa. Ngươi tự biết thân phận đi. Đi. Thế tử, ngài nỡ để cô ấy đi như vậy hả? Không cần vội. Dù gì sớm muộn cũng sẽ gặp lại. Người tỷ tỷ, tỷ có chắc đây đều là dược liệu không? Sao ta nhìn vào như mớ hỗn tạp vậy? Có phải chưa từng thấy phương pháp luyện chế cao cấp vậy không? Đây là người hiện đại bọn ta, ta học được từ một y tiên. May mà trước đây ta viết bài từng đọc qua vài lần. Từng nghe qua cương mục bổn thảo chưa? Ta đoán là thời của các cô vẫn chưa có. Trong đó viết cái gì ta? Có quế chi, ma hoàng, ô đầu, phụ tử, khương hoạt, độc hoạt, tế tân. Tế tân ở đâu? Mau tìm giùm ta đi. Các ái khanh, còn chuyện gì cần tấu không? Khởi bẩm bệ hạ, theo như tấu chương ở biên quan của Tam Điện hạ, chuyện Nguyệt Kỳ Vương mưu phản đã điều tra rõ. Khởi bẩm điện hạ, thần cũng đã nhận được tấu chương của Cảnh Thế Tử. Vậy Nguyệt Kỳ nhỏ nhoi kia có ý đồ gì? Theo như tấu chương, Phan thuộc tiểu quốc ở Nguyệt Kỳ thừa lúc làm loạn, là vì muốn phá hoại ban giao giữa Nguyệt Kỳ và Thiên Thánh ta. Từ đó ngư ông đắc lợi. Nguyệt Kỳ Vương rất đau đầu vì chuyện này, nói không kịp thời phát hiện biến cố nên mới để sự việc phát triển như hiện giờ. Nói vậy chủ của Nguyệt Kỳ làm gì chút lợi nhỏ mà bị lợi dụng? Bệ hạ,
Nhưng Cảnh Thế Tử nói, trước đó có người dùng lượng lớn vàng mua chuộc Nguyệt Kỳ Vương để phát động chiến sự, trong vòng 3 tháng là có thể rút binh. Chuyện này cũng quá kỳ lạ. Lẽ nào bọn chúng còn dám khiêu khích triều đình ta suốt hả? Nguyệt Kỳ Vương sợ uy nghi của thiên thánh ta. Trong tấu nói, nguyện trong 3 năm nộp gấp 3 bổng lộc cung phụng triều ta, cầu xin bệ hạ lượng thứ. Bệ hạ, xem ra lần này đúng là may nhờ có Tam Điện Hạ. Nếu không, nhẹ thì hai nước nảy sinh hiềm khích, nặng thì phải binh đao đối đầu, sinh linh lầm than. Tam Điện Hạ trấn giữ biên quan nhiều năm, chiến công lừng lẫy, làm tốt chức trách, đâu chỉ là vì duy trì ban giao giữa hai nước, trấn giữ biên quan ổn định. Bệ hạ thương yêu con cái, mấy chuyện này đã biết từ lâu rồi. Bệ hạ, hiện giờ đang là lúc dùng người của triều ta. Tiêu Phi cũng đã ở lãnh cung nhiều năm. Thần mạo gan góp ý, niệm tình Tam Điện Hạ nhiều năm ra sức chinh chiến vì thiên thánh ta, xin bệ hạ triệu Tam Điện Hạ về triều. Bệ hạ, Tam Điện Hạ rời khỏi triều đường nhiều năm, bây giờ nếu về kinh cũng rất khó san sẻ ưu phiền với bệ hạ. Chính vì Tam Điện Hạ rời kinh quá lâu nên mới phải sớm ngày triệu về để làm quen với công việc trong triều. Truyền lệnh của trẫm, triệu lão Tam về triều. Nhận chỉ. Công chúa cứ kéo dây cương của ta suốt, không mệt hả? Huynh không thể ở thêm vài ngày hả? Sao hả? Công chúa gần đây mới mất dây chuyền vàng hay là vòng tay gì hả? Ta đã nói nghiêm túc với huynh, huynh đừng giỡn với ta. Ta sắp về thiên thánh rồi, tất nhiên ta thấy vui rồi. Bỏ dây cương của ta ra, không bỏ, bỏ ra, không bỏ. Ngươi đi chuẩn bị, sẵn sàng xuất phát. Rõ. Con ma bệnh, cho huynh cái này. Đây là gì? Cái này là khư hàn tán, được điều chế từ hoa băng diễm ở nơi lạnh nhất của Nguyệt Kỳ, cộng thêm phương thuốc độc môn của ta, đảm bảo có công hiệu với căn bệnh lâu năm của huynh. Không cần đâu, ta là y giả giỏi nhất trong thiên hạ, cả bản thân ta còn không trị khỏi cho mình, huống chi là cô. Huynh đừng xem thường người khác chứ, núi cao còn có núi cao hơn. Hơn nữa ta vì loại thuốc này, nói chung huynh phải nhận, hoa băng diễm này không những sống được trên vách núi dựng đứng cực lạnh, mà còn có thể sinh sôi nảy nở, cuộc sống dài hơn huynh đó. Ta nhận thuốc này rồi, nếu do đích thân cô điều chế, tất nhiên ta sẽ uống, đâu thể phụ lòng tốt của cô được. Nó quý hơn bất kỳ dược liệu nào, biết thì tốt. Nguyệt Nhi, Tam Điện Hạ, hành lý đã thu dọn xong hết chưa? Tuy là có xe ngựa, nhưng đi đường ngồi xe nhọc nhằn, muội rất ít khi chịu nổi cực này. Nếu có thiếu gì, ta lập tức kêu người chuẩn bị cho muội. Không cần đâu, ta tự tại quen rồi, không cần ưu đãi đặc biệt. Nơi này không bằng thiên thánh, đường đi gió cát mạnh. Đây, mặc thêm đi. Không cần đâu. Tiểu nha đầu, lên ngựa, ta đưa cô về. Huynh, là tốt bản thân huynh thì hơn. Tứ đệ không cần lo, ta sẽ chăm sóc tốt cho muội ấy. Dạ Kinh Nhiễm, huynh đừng đi. Nguyệt tỷ tỷ, nếu mọi người đi rồi, sau này còn về Nguyệt Kỳ không? Tất nhiên có, nếu công chúa có thời gian cũng có thể tới thiên thánh tìm bọn ta chơi. Thật hả? Tới nữa sao? Tới nữa để bị cô bắt hả? Hay để cô thả côn trùng cắn? Ta không về cái nơi này nữa đâu. Công chúa, sau này không gặp lại. Gì mà sau này không gặp lại? Ta không cho huynh đi, bây giờ ở lại luôn. Tại sao? Bởi vì huynh vẫn chưa tha thứ cho ta. Ta chỉ chọc cô thôi, già đâu có nhỏ mọn như vậy. Ta mặc kệ, huynh phải ở lại đây. Tứ Điện Hạ, huynh xem công chúa người ta có thành ý như vậy, ta thấy hay huynh cứ ở lại đi. Ở lại làm cái gì?